Thưa quý khán giả, chúng tôi xin cập nhật thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, Việt Nam và tại Tây Ninh. Theo trang Worldometer.info, số người nhiễm và tử do dịch COVID-19 trên toàn cầu vẫn tăng. Hàng loạt các quốc gia có số ca nhiễm mới tăng kỷ lục. Thế giới đã vượt ngưỡng 13,9 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2. Mỹ vẫn đang là tâm dịch của thế giới khi liên tiếp những người qua ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục. Hiện tổng số ca nhiễm đang tiến gần con số 3,7 triệu ca. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua tại Brazil cao nhất từ trước đến nay, hơn 41.000, nâng tổng số vượt ngưỡng 2 triệu ca nhiễm. Còn tại Nam Phi, đang trở nên đáng lo ngại khi trong 24 giờ qua, số ca nhiễm mới cũng tăng cao kỷ lục. Tại châu Âu, nguy cơ cùng lúc bùng phát các dịch cúm và một đợt bùng phát COVID-19 mới với diễn biến phức tạp hơn, được dự báo vào mùa thu tới. Ở châu Á, là Ấn Độ đang liên tiếp ghi nhận các chỉ số kỷ lục về số ca mắc mới. Tổng số ca nhiễm đã vượt mốc 1 triệu ca bệnh khu vực Đông Nam Á, Singapore vẫn dẫn đầu về số ca mắc. Như vậy, tình hình dịch bệnh COVID-19 tính đến 6 giờ ngày 17 tháng 7 năm 2020 cụ thể như sau. Trên thế giới, số người nhiễm là 13.917.670 người. Số ca tử vong 591.567 người. Số ca chữa khỏi 8.264.385 người. Còn tại Việt Nam, tiếp tục đưa công dân về nước, vẫn có khả năng xuất hiện các ca bệnh mới. Tuy nhiên, đây đều là những trường hợp được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và không có nguy cơ lây lan ra cộng đồng. Có 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Như vậy đến thời điểm này tại Việt Nam, số người nhiễm 381 người, số ca tử vong không có, số ca chữa khỏi là 356 người. Còn tại Tây Ninh, tính đến thời điểm này, 4 trên 4 bệnh nhân nhiễm bệnh đã được điều trị khỏi và cho xuất viện.